kính chào quý vị khán giả. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã luôn dành 30 phút mỗi tối cho Nhịp sống 365. Thưa quý vị khán giả, mở bụng luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em phụ nữ và mong muốn có được một vòng hai thon gọn. Không ít chị em đã tìm đến rất là nhiều những giải pháp thẩm mỹ như là hút mỡ nè, rồi căng da bụng nè. Tuy nhiên, điều này có thực sự là giải pháp cứu cánh tốt cho các chị em hay không? Hãy cùng chương trình tìm hiểu trong một sắc màu cuộc sống ngày hôm nay nhé. Bên cạnh đó thì những chuyến du lịch sẽ không thể thiếu để cho chúng ta có thể lấy lại năng lượng cho một tuần làm việc mới. Bên cạnh những chuyến đi thông thường thì nhiều quý vị chắc hẳn là sẽ chọn cho mình những trải nghiệm khám phá thú vị hơn cùng với du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, nói về việc du lịch mạo hiểm thì cũng phải nói là ẩn chứa khá là nhiều những cái rủi ro. Làm thế nào để hạn chế chúng và đảm bảo an toàn cho bản thân của mình? Hãy đến với lưu ý của Cẩm Nang 365. Nhưng trước khi mà chúng ta đến với những nội dung hấp dẫn này, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý ở mục Thông tin 365. Quang Minh nè, không biết là bạn có thích nhạc Pháp không ha? Nói về âm nhạc thì đây là một cái sở trường đối với Quang Minh và đặc biệt là nhạc Pháp. Bởi vì Quang Minh khá là ấn tượng vì hình như là phong cách của nhạc Pháp cũng nhẹ nhàng, lãng mạn như chính là con người Pháp và con người của Quang Minh vậy đó. Nói chung là Tuyết Vinh đồng ý là nhạc Pháp nhẹ nhàng và lãng mạn giống như con người Pháp. Nhưng mà giống Minh hay không thì Minh không dám chắc nha. Nhưng mà nói về nhạc Pháp thì chính vì yếu tố này mà các ca sĩ hát nhạc Pháp của chúng ta cũng có thể cảm nhận ở họ một cái sự dịu dàng và tinh tế. Và ở trong nước của mình thì có một cái cô ca sĩ đã khá là thành công với phong cách nhạc này. Không biết nói đến đây mình đã nhận biết được đó là ca sĩ nào chưa? Ở Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều các ca sĩ thể hiện dòng nhạc Pháp. Tuy nhiên thì không biết là Tuyết Vinh muốn nhắc đến ai ạ? Thôi thì để Tuyết Vinh bật mí luôn đi. Mình khỏi mất thời gian phải suy nghĩ nữa ha. Đó chính là nữ ca sĩ Đồng Lan. Và mới đây thì tiếp tục sở trường này, cô đã cho ra mắt album nhạc Pháp thứ hai của mình. Là gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua thông tin ngay sau đây quý vị nhé. Album thứ hai của Đồng Lan sau Cánh Lan Dại năm 2013 vừa chính thức phát hành với tên gọi My Son The Đồng Lan. Album tiếp tục phát huy thế mạnh hát tiếng Pháp của cô. CD gồm những bài hát Pháp nổi tiếng trải dài theo nhiều thời kỳ, từ những huyền thoại như Le Guin de Papier, Le Vie en Rose, Viens Ambassador, Le Aventura, Tombe Le Nez, cho đến bài hát mới như Bonjour Việt Nam do nhạc sĩ Bảo Trấn hòa âm phối khí. Trong những bản phối này, Đồng Lan thể hiện một cá tính âm nhạc dịu dàng, đơn giản nhưng vừa đủ để gợi lại một không khí xưa cũ, hoài niệm, đúng với âm hưởng Pháp. Điểm đặc sắc nhất của đĩa nhạc nằm ở bài hát Bonus, La Solitaire Ma Compagnie, chính là Bên Đời Hưu Quạnh của Trịnh Ngọc Sơn, được Đồng Lan chuyển soạn lời nhạc Pháp và hát theo một phong cách Pháp rất đặc trưng. Album sẽ mang đến cho khán thính giả một hương vị âm nhạc Pháp lắng đọng và giàu cảm xúc. Tuyết Vinh nè, không biết là Tuyết Vinh có sợ ma không? Ma hả? Trời ơi, tưởng gì? Đương nhiên là sợ rồi. Ôi vậy đó. Mặc dù tất nhiên là chúng ta biết ma chỉ là một cái hình ảnh tưởng tượng thôi, nhưng mà nhắc đến là Vinh đã cảm thấy rất là sợ rồi đó. Vậy thì làm sao mà Tuyết Vinh có thể xem một bộ phim ma được đây ta? Nhưng mà Vinh nghĩ là hình như ai càng sợ ma lại càng thích xem phim ma thì phải. Nói thật như vậy là Tuyết Vinh là một người cũng rất là gan dạ. Vậy thì Tuyết Vinh hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta chuẩn bị gặp lại một con ma tóc dài trong một bộ phim được mang tên là The Ring. Tất nhiên là trong phần tiếp theo của bộ phim sắp ra mắt rồi. Nhưng mà theo nguồn tin từ trang Floody Descripting, hãng Paramount đã chính thức thông báo về phần phim tiền truyện của loạt phim kinh dị ăn khách The Ring với tựa đề Rings. Đây sẽ là phần phim nói về nguồn gốc của lời nguyền Samara. Bộ phim được thông báo rằng sẽ thiết lập trước mốc thời gian của hai sự kiện trong The Ring phần 1 và 2. Được ra mắt vào năm 2002, The Ring của đạo diễn George Verbinski là phiên bản làm lại tiếng Anh của bộ phim kinh dị siêu nhiên Ringu năm 1998. Phim nói về câu chuyện của một cuốn băng video ma quái có thể khiến người xem đó sẽ chết vào 7 ngày sau đó. Ringu từng có đến 3 phần, trong khi phiên bản của đạo diễn Verbinski cũng từng cho ra mắt phần thứ 2 vào năm 2005. Ring sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn F. Xavier Gusteris cùng với biên kịch từng đoạt giải Oscar là Akiva Goldsman, dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2015. Wow,
hẳn là cái phần mới về bộ phim Con Ma Tóc Dài này sẽ lấy đi rất là nhiều sự can đảm của quý vị khán giả đây, trong đó có cả Tuyến Vinh nữa. Vinh nghĩ là chắc Vinh phải về nhà đắp chăn lại rồi rủ người thân cùng xem chứ không dám nào xem một mình đâu. Đúng là người ta càng nói về cái gì mà mình càng sợ thì chúng ta sẽ càng bị kích thích hơn, đúng không nào? Và cho Tuyết Vinh ở đây sợ ma một mình, chúng ta sẽ đến với những một thông tin tiếp theo hấp dẫn khác hơn nữa. Ủa, đó là thông tin gì vậy Minh? Bật mí cho Minh biết với. Tuyết Vinh nghĩ thế nào nếu như mà một phu nhân của một nguyên thủ quốc gia nhảy múa ngay trên sóng truyền hình? Vinh nghĩ đó sẽ là một hình ảnh rất là thú vị. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta thấy một phu nhân của một nguyên thủ quốc gia thì lúc nào cũng phải giữ hình ảnh của mình một cách chỉnh chu và hơi nghiêm nghị một chút xíu. Nhưng với Michelle Obama, phu nhân của Tổng thống Mỹ Obama thì lại hoàn toàn khác. Bà đã cùng với những cộng sự của mình nhảy múa trong một chương trình truyền hình đó nha. Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Obama Michelle Obama vừa có màn xuất hiện trên The Ellen Show của Ellen DeGeneres và khiến khán giả toàn cầu thích thú. Trong chương trình, bà đã chia sẻ về chiến dịch kêu gọi mọi người giới thiệu 5 cách để cải thiện sức khỏe. Buổi ra mắt chiến dịch sẽ được thực hiện trong buổi tiệc nhân ngày lễ phục sinh do bà tổ chức. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã tham gia như Beyoncé, Nick Jonas, Ryan Seacrest. Trong buổi lễ kỷ niệm sắp tới, những nghệ sĩ nổi tiếng của chương trình Show You Think You Can Dance của Mỹ cũng sẽ có mặt để nhảy và hướng dẫn mọi người cùng nhảy Let's More trên nền nhạc Uptown Funk. Ngay sau đó, Michelle sẽ cùng với Ellen nhảy những vũ điệu trên nền nhạc Uptown Funk để minh họa hình ảnh một phu nhân tổng thống cháy hết mình cùng âm nhạc khiến sóng truyền hình đã truyền đi rất nhiều cảm hứng cho khán giả. Thì ra là bà nhảy múa để kêu gọi mọi người cùng ủng hộ cho chiến dịch vì cộng đồng của mình. Đúng là hành động này đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ tài năng cũng như sự gần gũi của bà hơn. Bà Michelle Obama ngoài chiến dịch này cũng có rất nhiều những hoạt động thiện nguyện khác để giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho các hoạt động của trẻ em, phụ nữ và cộng đồng, truyền cảm hứng cho rất là nhiều người đấy Tuyết Vinh à. Đó là một niềm tự hào đối với phái nữ của chúng tôi đó. Dù ở đâu, dù hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng tỏ rõ vai trò và vị trí của mình trong xã hội. Và nhắc đến những người phụ nữ truyền cảm hứng sống cho mọi người thì có một nhân vật mà Tuyết Vinh cũng muốn nhắc đến, đó chính là Lizzie. Không biết mình có biết không ta? Cái tên Lizzie thì hình như là Quang Minh nghe cũng khá là quen. Đây có phải là một cô nàng được mệnh danh là người phụ nữ xấu nhất hành tinh không? Chính xác là như vậy. Bởi vì cô nàng này mặc dù 26 tuổi rồi nhưng mà chỉ cân nặng có 26kg thôi. Vì một cái bệnh hiếm gặp, mỗi ngày cô phải ăn tới 60 bữa nhỏ để duy trì sự sống của mình và phải vượt qua rất nhiều sự kỳ thị để có thể luôn tự tin tiếp tục sống như bao nhiêu người bình thường khác. Quả là một cái tấm gương rất là đáng khâm phục vì cái nghị lực sống của mình. Nhiều khi là người bình thường như là chúng ta, như là Quang Minh và Tuyết Vinh chẳng hạn, thì cũng chưa chắc là làm được đâu à nha. Và mình biết không, sắp tới đây thì câu chuyện của Lizzie sẽ được gửi gắm một cách chân thực nhất đến tất cả quý vị khán giả trên khắp thế giới qua một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của cô ấy. Lizzie Valakrik bị mắc một chứng bệnh rất hiếm gặp khiến cô không thể nào tăng cân và cơ thể không dự trữ được mỡ. Chính vì vậy, cô được mệnh danh là người phụ nữ xấu xí nhất thế giới. Tuy vậy, vượt qua số phận, Lizzie vẫn yêu đời và cô vẫn có nhiều hoạt động tích cực để giúp công chúng có cái nhìn thông suốt hơn về những người có ngoại hình kém may mắn. Sắp tới, cô sẽ cho ra mắt bộ phim tài liệu về cuộc đời mình với tên gọi Dự án của Lizzie. Nội dung phim sẽ mô tả về cuộc đời thực của Lizzie và những điều cô thường xuyên gặp phải, bị bắt nạt, ức hiếp và bêu xấu ở trường học. Phim do đạo diễn Sarah Bordeaux thực hiện và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Hy vọng rằng cô nàng Lizzie của chúng ta sẽ tiếp tục giữ mãi nghị lực sống phi thường của mình. Câu chuyện của cô chắc chắn sẽ khiến cho mỗi người trong chúng ta suy nghĩ nhiều hơn rằng mình cần phải vượt qua mọi nghịch cảnh để đạt được những điều mà mình mong muốn. Đến đây thì thông tin 36 năm xin được khép lại tại đây. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với Sắc màu cuộc sống. Tuyết Vinh thân mến, không biết là ngoài ma thì Tuyết Vinh còn sợ nhất điều gì nữa à? Tuyết Vinh nghĩ là cũng giống như rất là nhiều chị em phụ nữ khác. Vinh sợ già nè, sợ xấu nè, sợ mỡ bụng nè. Cái vấn đề muôn thuở của phụ nữ đúng không nào? Chắc chắn rồi, nỗi sợ mang tên sắc đẹp xuống cấp luôn khiến cho Tuyết Vinh bị ám ảnh á. Mỡ bụng thì bây giờ người ta có thể là đi hút nè. Đã có những cái tác động về công nghệ giúp cho chị em thon gọn hơn rồi còn gì đúng không nào?
Đúng vậy, ngày nay thì có những chị em thấy mỡ bụng nè, nhưng ngại tập thể dục nên chọn cho mình một phương pháp gọi là hút mỡ bụng. Nhưng họ chưa thực sự hiểu rõ về phương pháp này cũng như tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro ra sao. Vì vậy mà một sắc màu cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những cái kiến thức sâu hơn về công nghệ hút mỡ hiện nay. Kim xin chào quý vị khán giả đang đến với Sắc Màu Cuộc Sống. Quý vị thân mến, ngày nay thì có rất là nhiều phương pháp để giúp chị em phụ nữ lấy lại vòng eo nhỏ nhắn và thon gọn của mình. Bên cạnh việc là tập thể dục thể thao đều đặn, có một chế độ ăn kiêng hợp lý, thì nhiều chị em lại tìm đến phương pháp là phẫu thuật thẩm mỹ hút vùng bụng. Tuy nhiên thì với cái phương pháp này thì nếu như mà chị em phụ nữ chúng ta không tìm hiểu kỹ càng thì sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, bởi vì đây là một phương pháp có xâm lấn và gây nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, khi mà mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Lê Tấn Hùng. Xin được chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Kim Hằng. Chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì có lẽ là bác sĩ sẽ chia sẻ với Kim Hằng cũng như là tất cả quý vị khán giả về phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, và cụ thể là hút mỡ vùng bụng thì là như thế nào thưa bác sĩ? Thì cái hút mỡ bụng, để cho dễ hiểu thì chúng ta có thể hình dung là bác sĩ sẽ làm tan cái khối mỡ bụng và sau đó dùng cái dụng cụ để hút cái mỡ đã được làm tan ra khỏi cơ thể. Thì có nhiều cái cách làm tan cái khối mỡ bụng. Thì chúng ta có thể dùng cái lực cơ học, có thể dùng cái sóng siêu âm, có thể dùng laser, hoặc có thể dùng hóa chất hoặc là thuốc để làm tan cái mỡ bụng, cái khối mỡ bụng. Thì ngày nay cái việc dùng thuốc hay là dùng hóa chất để làm tan khối mỡ bụng thì bị cấm hoàn toàn. Do cái quá nhiều cái rủi ro mà cái việc mà làm tan mỡ bụng bằng hóa chất hay bằng thuốc gây ra cho bệnh nhân. Như vậy thì những cái phương pháp ưu tiên là những phương pháp nào bác sĩ? Cái phương pháp ưu tiên là chúng ta dùng cái lực cơ học để làm tan cái khối mỡ bụng, hoặc là dùng sóng siêu âm hoặc dùng laser để làm tan cái khối mỡ bụng, và sau đó bác sĩ sẽ hút cái mỡ được làm tan đó ra khỏi cơ thể. Theo Kim Hằng nghĩ thì với cái phương pháp này thì sẽ rất là nhanh chóng để mà chị em phụ nữ không cần phải tập luyện thể dục thể thao và ăn kiêng, cho nên là nhiều người tìm đến. Nhưng mà theo những cái thông tin gần đây thì có một số người có những cái hậu quả. Vậy thì theo bác sĩ, cái phương pháp này có phải là cái phương pháp an toàn đối với đa số chị phụ nữ không ạ? Thì thực ra trong tất cả các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ thì phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng là cái loại hình phẫu thuật thẩm mỹ có nguy cơ xảy ra rủi ro lớn nhất. Vì vậy, để hạn chế cái rủi ro xảy ra cho bệnh nhân, để cho an toàn cho bệnh nhân, thì ngoài cái tính chất pháp lý là Bộ Y tế đã quy định về mặt pháp lý là cái phẫu thuật hút mỡ bụng phải được thực hiện ở những cái cơ sở thẩm mỹ, ở những cái bệnh viện được trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị về hồi sức cấp cứu, về máy giúp thở, máy hô hấp và máy gây mê để mà thực hiện cái ca mổ an toàn. Ngoài ra thì trước khi mà bệnh nhân được tiến hành ca phẫu thuật hút mỡ bụng thì bệnh nhân phải được trải qua các cái khám xét về nội khoa cũng như làm các xét nghiệm, và khi bệnh nhân đầy đủ các cái sức khỏe để mà trải qua cuộc mổ gây mê thì bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật. Vậy thì bên cạnh cái việc là chúng ta sẽ thấy là lựa chọn những cái nơi uy tín, tay nghề của bác sĩ cao, thì những cái biến chứng mình thường gặp phải khi mà tiến hành cái phương pháp này là gì thưa bác sĩ? Thì những cái biến chứng có thể gặp phải, cái hút mỡ bụng nó khác những cái phẫu thuật thẩm mỹ khác. Dẫu cho bác sĩ có giỏi đến cỡ nào, cơ sở thẩm mỹ uy tín cỡ nào, bệnh viện được trang bị đầy đủ cỡ nào thì vẫn có thể xảy ra rủi ro. Tại sao vậy thưa bác sĩ? Thì cái rủi ro mà thường hay gặp có thể xảy ra là cái thuyên tắc mạch. Thì khi mà chúng ta hút mỡ nó có thể xảy ra chảy máu, mà có thể cái máu cục nó, máu tụ đó, nó đi vào trong máu của chúng ta là nó sẽ gây tắc mạch. Nó có thể tắc mạch ở phổi, tắc mạch ở não. Ví dụ tắc mạch ở phổi thì gây phù phổi, gây ngưng thở. Tắc mạch ở não có thể gây bại não, có thể gây hoại tử não. Mặc dù cái tỷ lệ đó rất là thấp, cực kỳ thấp, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Và cái việc xảy ra này nó nằm ngoài cái mong muốn của bác sĩ. Cho dù bác sĩ có giỏi như thế nào, cơ sở thẩm mỹ có tốt đến đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Vậy thì cái rủi ro đó là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Rất thấp, thường là khoảng 1/1000.
Ồ, như vậy là nó vẫn rất là thấp nhưng mà mình vẫn nói trước để cho bệnh nhân hiểu trước đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì những trường hợp cụ thể nào thì mình sẽ chống chỉ định để mà tiến hành cái phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng ạ? Thì những cái chống chỉ định đó, thường là thứ nhất là bệnh nhân về mặt sức khỏe, họ bị những cái bệnh về nội khoa, những cái bệnh về hệ thống, ví dụ như bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, thì không nên tiến hành cái phẫu thuật hút mỡ bụng. Ngoài ra những cái người bệnh nhân mà có vùng da bụng bị chảy xệ, chúng ta cũng không nên thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng. Tại vì khi chúng ta hút mỡ bụng xong thì cái phần da nó sẽ trùng xuống, nó chảy xệ làm cái bụng của bệnh nhân nó bị biến dạng. Ôi chứ mình sau khi mình hút mỡ bụng mình không tiến hành cắt da được hả? Đó là một cái phương pháp cắt mỡ bụng, nó khác với lại hút mỡ bụng. Như vậy nếu mà mình cùng một lúc mình thực hiện hai phương pháp đó thì nó có an toàn không ạ? Vẫn an toàn. Chúng ta có thể vừa tiến hành hút mỡ bụng và cắt mỡ bụng cùng một lúc. Nói đến đây thì Kim Hằng mới nhớ đến một chuyện là Kim Hằng có nghe nói là những chị em mà nếu mà được bác sĩ chẩn đoán là nên sinh mổ thì thường nhân cái cơ hội là sinh mổ có cái đường vạch thì họ sẽ nhờ bác sĩ là tiến hành hút mỡ bụng luôn. Thì theo bác sĩ cái cách làm này nó có an toàn hay không? Hay là nó sẽ nguy hiểm cho bà mẹ và em bé? Tuyệt đối không nên. Tại vì một cái lần vừa cạn thì cũng đã quá là dễ ra, gây ra cái rủi ro cho bệnh, cho người mẹ cũng như đứa bé. Và chúng ta cũng không nên thực hiện cái phẫu thuật hút mỡ bụng hoặc cắt mỡ bụng trong lúc mà bà mẹ sinh em bé. Và chúng ta phải chờ tới 12 tháng sau khi sinh. Thì lúc đó cái bụng của bệnh nhân ổn định rồi, của bà mẹ ổn định rồi, chúng ta mới tiến hành hút mỡ bụng hoặc cắt mỡ bụng. Vậy thì khi mà hút mỡ bụng thì lúc đó chị em phụ nữ sẽ có một cái thân hình thon gọn ngay lập tức. Nhưng mà có những người có cái cơ địa là nhiều khi ăn ít nhưng mà nó vẫn mập lên nhiều lượng mỡ trong cơ thể. Thì không biết là sau khi tiến hành thì mình có thay đổi cái cách ăn uống hay là có cần phải thêm luyện tập không ạ? Hay là mình vẫn ăn uống bình thường và vẫn có vóc dáng đẹp? Thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là bệnh nhân không có luyện tập ăn uống, không có điều độ, không có ăn kiêng thì người ta to lên và lượng mỡ tích tụ ở bụng. Thì người ta tìm đến bác sĩ để mà tiến hành hút mỡ bụng để cho bụng nhỏ lại. Và trường hợp thứ hai á, là có những người người ta vẫn luyện tập, người ta vẫn ăn kiêng nhưng mà cái bụng họ vẫn to. Thì cái trường hợp đó cũng có thể hút mỡ bụng được. Có hai cái trường hợp đó. Và sau khi hút mỡ bụng thì bệnh nhân nên ăn kiêng và tiến hành tập luyện thì cái mỡ bụng nó sẽ không có tích tụ ở vùng bụng nữa. Nó hạn chế tích tụ ở vùng bụng một thời gian dài. Chứ nếu mà chúng ta hút mỡ bụng xong, chúng ta vẫn ăn, không có ăn kiêng, chúng ta vẫn không lười luyện tập thì bụng mỡ nó vẫn tích tụ rất nhanh. Như vậy là người ta tìm đến cái phương pháp hút mỡ bụng là để mong muốn là mình thoải mái hơn, không tốn thời gian luyện tập, ăn uống được theo ý thích của mình. Nhưng mà trên thực tế nếu như mà mình hút mỡ bụng rồi mà mình vẫn tiếp tục cái thói quen xấu, ăn uống không điều độ và không luyện tập thì vẫn mập lên bình thường lại. Thì cái lúc đó nếu như mà cái người đó mà lỡ mập lên lại thì tiến hành hút mỡ bụng thì nó có khó khăn hay là ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Thì cái lần hút mỡ bụng kế tiếp á, thì nên được thực hiện 6 tháng sau cái lần hút mỡ bụng đầu tiên. Tại vì lúc đó cái mô sẹo sau khi hút mỡ bụng nó mềm mại rồi thì bác sĩ hút mới dễ dàng. Còn vừa mới hút xong mà khoảng một vài tháng sau bụng to chúng ta hút lại thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân, cũng như cái việc thực hiện cái phẫu thuật rất khó khăn đối với bác sĩ. Bên cạnh ngày hôm nay cái chủ đề chính là hút mỡ bụng thì Kim Hằng cũng có một xíu thắc mắc là có nhiều người thì không chỉ là có riêng mỡ vùng bụng mà vùng dưới cánh tay, vùng đùi và thậm chí là ở trên mặt nữa. Thì họ muốn là sẵn tiện một lần luôn, họ làm cái phẫu thuật hút mỡ ngay trên tất cả những nơi trên cơ thể như vậy. Thì theo bác sĩ cái cách này có an toàn và có phù hợp với thể trạng không ạ? Thì cái lượng mỡ chúng ta hút ra nó tùy thuộc vào cái cân nặng của bệnh nhân. Nếu chúng ta hút mỡ ra quá nhiều thì nó sẽ làm mất cái thân bằng điện giải của bệnh nhân. Bệnh nhân dễ bị sốc, dễ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Và chúng ta, bác sĩ sẽ tùy theo cân nặng của bệnh nhân, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thì quyết định hút bao nhiêu lượng mỡ là vừa. Thì có thể chúng ta sẽ tiến hành hút mỡ vùng bụng, hút mỡ vùng đùi cùng một lúc, hoặc là hút mỡ vùng đùi, hút mỡ vùng cánh tay cùng một lúc, không nên hút mỡ toàn thân trong cùng một lần.
như vậy thì sẽ không có an toàn. Cái quá trình hồi phục nó có lâu không thưa bác sĩ? Bởi vì khi mình thấy nó gần giống như là mình sinh mổ, bởi vì phải có một cái đường rạch để lấy cái lượng mỡ đó ra, và chắc là sẽ không có đi lại được nhiều phải không ạ? Thì thường là bệnh nhân sẽ được hồi phục sau một tháng. Sau một tháng thì bệnh nhân có thể đi đứng bình thường lại. Bên cạnh những cái rủi ro mà bác sĩ vừa chia sẻ thì không biết là sau khi hồi phục và trong một khoảng thời gian dài sau đó thì có lúc nào mình gặp những biến chứng khác không ạ? Thì ngoài cái biến chứng mà không thể tránh khỏi như là tôi đã trình bày với Kim Hằng, thì cái việc hút mỡ bụng nó cũng có thể có những cái biến chứng khác như là các cái cuộc phẫu thuật gây mê khác. Ngoài ra nó có thể có biến chứng như là bị nhiễm trùng, bị tụ máu, bị sưng nề. Nhưng mà lúc đó là mình không thấy, chỉ thời gian sau mình mới thấy phải không ạ? Thì sau khi hút mỡ xong thì mình, nó có thể xảy ra những cái biến chứng đó. Đôi khi bác sĩ không có kinh nghiệm thì có thể hút chỗ nhiều chỗ ít, chỗ lồi chỗ lõm, tạo ra cái bụng nó không có bằng phẳng. Đôi khi mà hút sát da quá, bác sĩ hút sát da quá, nó có thể gây ra hoại tử cái da đó, cái vùng da trên bụng. Như vậy là cái đó là đề cập đến cái phần tay nghề đúng không ạ? Dạ vâng, nếu mình gặp những cái biến chứng đó thì mình khắc phục và chữa trị có đơn giản không ạ? Thì ví dụ như biến chứng tụ máu thì bác sĩ có thể rạch để thoát máu tụ ra. Biến chứng nhiễm trùng thì bác sĩ có thể rửa vết thương và sử dụng cái kháng sinh thích hợp. Và cái biến chứng như là bị hút mỡ chỗ lồi chỗ lõm thì bác sĩ sẽ hút mỡ lại để cho nó cái bụng bệnh nhân nó phẳng lại. Có thể khắc phục được. Kim Hằng cũng có tìm hiểu một số hình ảnh về những người đã từng hút mỡ bụng, thì có thấy là trong cái quá trình mà hồi phục thì các bạn ấy là phải đeo một cái nẹp, một cái nẹp dài để cố định cái vùng bụng. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái cách này không ạ? Thì sau khi hút mỡ bụng thì bệnh nhân sẽ được ghen cái bụng lại bằng cái áo, cái quần bó chặt cái bụng, bó chặt cái bụng đó trong khoảng một tháng. Thì khi mà ghen cái bụng thì bệnh nhân vẫn có thể mặc áo quần bình thường bên ngoài cái ghen đó và có thể đi lại bình thường, cũng không có gây khó khăn lắm cho cái việc vận động cũng như di chuyển của bệnh nhân. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Lê Tấn Hùng đã dành thời gian đến Sắc Màu Cuộc Sống và chia sẻ những chủ đề xoay quanh về hút mỡ bụng. Cảm ơn Kim Hằng, cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị thân mến, như vậy là qua phần trò chuyện ngày hôm nay của Thạc sĩ bác sĩ Lê Tấn Hùng thì chúng ta đã có một cái nhìn toàn cảnh về phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Bên cạnh việc là sẽ nhanh chóng có được vòng eo thon gọn thì cũng có một số rủi ro nhất định. Cho nên là quý vị, đặc biệt là những chị em phụ nữ, chúng ta hãy ưu tiên phương pháp làm đẹp tự nhiên, đó chính là luyện tập thể dục thể thao và ăn uống điều độ để có được một vóc dáng đẹp cũng như một sức khỏe thật tốt quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Kim Hằng mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ khách mời của chương trình. Nói chung, trước khi quyết định tiến hành bất cứ một phương pháp làm đẹp nào thì chị em chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thật là kỹ để bổ sung những kiến thức cho mình nha. Hy vọng là chương trình đã mang đến cho quý vị những chia sẻ hữu ích dành cho những ai đang có ý định là làm đẹp bằng phương pháp này, nhưng mà chúng ta cần phải cân nhắc có nên hay là không nên hút mỡ quý vị nhé. Đến đây thì Sắc Màu Cuộc Sống cũng xin được khép lại. Tiếp theo mời quý vị chúng ta cùng đến với Cẩm Nang 365. Tuyết Vinh thân mến, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi và không biết là Tuyết Vinh đã có những dự định gì cho mình vào cuối tuần chưa? Còn một ngày nữa thôi là hết ngày nghỉ rồi. Chắc là Vinh sẽ chọn đi phượt cùng với bạn bè ở một địa điểm nào đó gần gần thôi. Ví dụ như là leo núi Bà Đen ở Tây Ninh chẳng hạn. Cũng là một ý rất là hay đó nha. Nhưng mà leo núi Bà Đen thì còn đơn giản đó. Vì chỉ cần leo lên những bậc thang là đã được rồi. Nhiều bạn trẻ bây giờ còn thích một loại hình du lịch mới gọi là du lịch khám phá, toàn là leo những ngọn núi hiểm trở và đầy mạo hiểm đó Tuyết Vinh ạ. Không chỉ leo núi đâu mà loại hình này còn bao gồm cả vượt biển nè, lặn biển nữa. Mà hiện có một số người có niềm đam mê đặc biệt với dù lượn nữa đó mình. Wow, bên cạnh những điều thú vị hấp dẫn hiếm có thì loại hình du lịch này còn ẩn chứa rất nhiều những nguy hiểm bất ngờ. Chúng ta hãy cùng đến với những lưu ý từ chương trình để có được một chuyến đi an toàn quý vị nhé. Chú ý khi đi du lịch mạo hiểm, cần có sức khỏe và kỹ năng.
Trước khi dự định tham gia bất kỳ một tour du lịch mạo hiểm nào, du khách phải được hướng dẫn cụ thể, thậm chí phải tham gia vào một khóa rèn luyện thể chất ngắn ngày, tìm hiểu kỹ về chương trình tour, đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe, có kinh nghiệm leo núi. Cần trang bị và bảo quản đầy đủ thiết bị liên lạc để trong trường hợp xấu xảy ra, có thể liên lạc và được ứng cứu kịp thời. Để đối phó với những bất lợi có thể xảy ra trên đường đi, mỗi cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hiểm và những đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi đi rừng, du khách nên trang bị giày chống vắt, dây thừng, ba lô, đèn pin, túi ngủ, áo phát gió, nhu yếu phẩm, thuốc men. Người tham gia cũng cần biết cách xem bản đồ địa hình và trang bị cho mình kỹ năng sơ cứu cơ bản. Khi đi du lịch mạo hiểm, du khách nên đi theo nhóm, đặc biệt là với chuyến đi đầu tiên, khách nên đi theo tour do các công ty lữ hành tổ chức để đảm bảo an toàn. Trong mỗi chuyến đi, người dẫn đoàn luôn là người có kinh nghiệm, đã từng tham gia tour đó, hiểu rõ về đường đi, nước bước và những trở ngại có thể gặp phải. Họ cũng phải có sức khỏe tốt để đưa đoàn vượt qua các thử thách trên đường đi và về đích an toàn. Không nên tách đoàn để hạn chế ít nhất rủi ro có thể gặp phải. Bên cạnh đó, việc theo dõi thời tiết trước khi đi cũng là việc rất quan trọng. Thời tiết là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất tới chuyến leo núi. Trước khi đi thì bạn chắc chắn phải xem dự báo thời tiết hoặc thăm dò tình hình. Tuy vậy, đang trên đường leo thì bạn vẫn phải thường xuyên quan sát xung quanh để nhận biết sức gió, hướng gió, mây mù, sương, côn trùng, v.v. Điều đó giúp bạn cùng đoàn có thể đoán biết được sự thay đổi của thời tiết nếu có. Như vậy là chúng ta phải cần chuẩn bị tâm lý và những kỹ năng cần thiết. Hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin thật sự bổ ích. Chúc quý vị sẽ có những chuyến đi an toàn và vui vẻ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình kỳ này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 18 giờ hàng ngày và phát lại vào lúc 6 giờ 30 sáng trên kênh SCTV4. Và quý vị cũng đừng quên gửi thư về cho chương trình của chúng tôi theo địa chỉ nhịp sống365@bhvmedia.vn để chúng tôi có thể hoàn thiện chương trình hơn. Còn bây giờ thì Thuyết Vinh và Quang Minh xin chào và hẹn gặp lại.